Đấy, chào anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại cả video fan kênh của mình nhá. Đấy, mọi người ạ, thì là hôm nay ấy, mình có trên mình nắng ra rồi mọi người ạ. Đấy, nên là lâm ra là mình xách con cút của mình này. Đấy, mình sẽ đi bẫy chim cút mọi người nhá. Thì hôm nay bẫy chim cút thì mình sẽ bẫy kiểu mới, mình sẽ bẫy cách khác, mình sẽ không bẫy bằng lồng 8 cửa đâu mọi người nhá. Thì nên là mọi người hãy nhớ theo dõi hết video của mình để biết mình bẫy chim cút bằng cách nào anh em nhá. Hôm nay là mình đến bẫy đây ở một khu này là khu của dân tộc Tây Bắc TB hay lên bẫy mọi người ạ. Hôm trước là mình bẫy anh Dũng lên đây có một lần để bẫy ở đây nhưng mà không thành công mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ lên để thu phục thử lôi này xem, nếu mà may mắn thì được anh em nhá. Hôm trước là mình bẫy anh Dũng có lên đây bẫy một lần rồi nhưng mà hôm nay là không được, nó không vào cơ. Không biết là hôm nay nó có vào không. Hôm trước là rõ ràng là thấy vào luôn rồi nhưng mà kiểu là anh em mình kích trước ấy, xong là mình mới lặt bẫy thì lúc ra nó vào rồi, nó nhìn thấy bọn mình rồi, xong rồi nó không vào nữa, nó đi mất, nó không vào. Thì hôm nay mình sẽ lên đây lặt bẫy xong là mình mới kích anh em nhé. Đó, mình sẽ xuống lặt từ cái khu kia dưới kia, anh em cùng theo dõi video của mình. Thì mình sẽ đặt một cái bẫy ở đây, thì hôm nay mình sẽ bẫy bằng cái lưới anh em nhé. Mình cắt cái lưới ra giống như hôm trước mình giới thiệu ở video trước, anh em sẽ biết thế. Thế cắm kiểu này, mình sẽ lặt cái lưới lên đây mọi người nhá. Thì mình đã lặt xong hết tất cả bẫy rồi đây, con cút mồi của mình đây, mình buộc chân vào đây. Đây mình đặt bẫy ở kia một cái, kia một cái, đây một cái, đây một cái, năm cái anh em nhé. Đó thì bây giờ mình chỉ việc kích loa thôi mọi người ạ. Đấy, mọi người chờ xem kích loa nó có vào không mọi người nhé. Chỗ thứ ba rồi mọi người nhá. Thì mình với hai chỗ kia mình bẫy bằng lưới kia là không được, bằng hình cánh cung kia là không được mọi người nhá. Thế bây giờ là mình chuyển ra bẫy bằng lồng 8 cửa này tiếp. Nó không vào ấy, kích nó không vào, chắc là khu đấy không có. Hai chỗ rồi không vào anh em nhá. Thì hôm bây giờ mình lại chạy về nhà đấy cái lồng 8 cửa này để về là lên đây bẫy tiếp. Bây giờ mình chuyển sang khu khác này để bẫy tiếp, không biết là có được không rồi nhá. Tiếp tục chờ đây tiếp.
Đấy anh em nhá, thì mình bấy hẳn chuyển hẳn 6 lần 6 chỗ, đi tìm 6 chỗ mà vẫn không có con nào chịu vào mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi về thôi, di chuyển đi về thôi, chán lắm mọi người ạ. Không được con chim nào luôn. Hôm nay là đi làm video này không có kết quả gì, mình mong anh em thông cảm cho mình. Và anh em đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh để các bạn nhá. Thì mình quyết định rồi. Thì sáng nay mình đi bấy chim nhưng mà không được các bạn. Thì hôm nay mình quyết định là xuống đây để bắt thêm mấy con ốc vàng để về nuôi cho bịp mình ăn rồi nhá. Này, con ốc vàng đây. Mình xuống đây để bắt thêm mấy con ốc vàng này này. Đấy, ốc vàng đây này. Tí mình sẽ về nuôi ở trong bể ấy để cho nó sinh sản ở trong bể, xong rồi mình sẽ để cho con bịp mình ăn mọi người ạ. Đó. Mình đang xuống dưới ruộng này, không phải là dưới suối, để kiếm con ốc vàng về để cho con bịp mình ăn. Đấy, mình sẽ cho vào túi này. Con ốc vàng này nhiều lắm. Quá nhiều luôn. Nói chung là ốc vàng ở đây thì thôi rồi mọi người. Quá nhiều. Úi xời. Không thể tàn nổi. Không thể lấy hết được nhá mọi người nhá. Rất là nhiều luôn. Mình sẽ lấy một túi này, lấy túi này để về cho thả vào vỉ ấy. Xong mình sẽ kiếm cỏ cho nó ăn. Thức ăn có hơi đơn giản lắm. Con này ấy. Mình sẽ bắt từ dưới này lên. Thế đến kia. Sáng nay mình bấy thêm cút ấy. Thì là mình bấy rất là nhiều chỗ nhưng mà đâm ra là nó không được. Có kiểu là nó không có hay sao ấy. Thì như các bạn thấy rồi đấy, thì mình cũng mong các bạn thông cảm cho mình. Rồi là bấy chim là rất là khó luôn. Kiểu là dạo này mình hơi lâu ra video một tí. Thì bởi vì là mình đang bận rất là nhiều việc, đâm ra là không thể làm video cho anh em xem được. Nếu mà mình đi làm video suốt ngày thì mình cũng không thể đi làm video suốt ngày được, bởi vì là ở nhà mình rất là nhiều việc, không có ai làm việc mọi người. Nên là mình phải lúc nào mình có thời gian thì mình mới ra video cho anh em xem thôi, chứ mình thì vẫn còn phải đi làm này, làm nương, làm ruộng các kiểu nữa. Ủa rồi nhiều việc lắm mọi người ạ. Thì mong anh em thông cảm cho mình và anh em đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh. Đặc biệt là anh em phải chia sẻ cho rất nhiều bạn để biết đến mình hơn. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thì sau một lúc mình bắt thì được bằng này. Đấy, được túi này. Túi to. Đấy, đầy ự luôn. Đó, bây giờ là mình sẽ đi về để cho nó vào cái cho nó vào bể mọi người nhá. Thả vào bể. Xong rồi kiếm thức ăn cho nó. Mình đã dọn dẹp xong cái bể cà phê của mình. Đấy. Bể cà phê này, để xác cà phê là không phải tầm tháng 10 thì có cà phê sát rồi nhá. Thì mình sẽ thả rồi đây 2 tháng. Để xem cho con bịp, bể con bịp mình ăn. Đấy, mình đã bịt lố rồi, xong đựng nước lên. Mình đã khóa bên kia, khóa dưới kia rồi. Đấy. Giờ là chỉ là để nước đựng dưng lên một tí là mình thả con ốc của nhà thôi. Đấy. Nước thì gọi thoải mái. Rồi, con ốc của mình đây. Đây là ốc mọi người nhá. Này, đổ ra. Trời, rất là nhiều. Đi bắt nó có một tí thôi rồi ạ. Thì được rất là nhiều luôn rồi. Đi vào đây, đi vào đây. Ui trời, rất là sướng. Quá nhiều luôn. Quá là nhiều mọi người nhá. Thì tí mình sẽ đi kiếm thức ăn cho nó. Thức ăn của nó chủ yếu là lá chắn các kiểu thôi. Thì tí mình sẽ bê bẻ lá chắn cho nó ăn. Mình đã đi kiếm lá sắn về cho nó ăn rồi. Giờ chỉ việc chờ nước dâng lên thôi. Đấy, chờ nước dâng lên là tầm nửa cái bể ấy đi. Thì mình sẽ thôi, mình sẽ không dâng nữa. Để tầm nửa cái bể thôi. Đấy. Rất là chuẩn luôn, chất luôn. Thì mình sẽ kiếm mấy con gì về nuôi thêm nữa. Thì con ốc vàng thì nói chung là nuôi để cho con bị ăn thôi. Đấy. Thì kiếm cái con gì, con cá, con giếc để về nuôi vào đây thử xem như nào anh em nhé. Nhưng mà chắc là hôm nào mình sẽ mới đi kiếm thôi. Chứ hôm nay thì nói chung là nó cũng khá muộn rồi. Đấy, tí mình còn edit video các kiểu cho xong là úp lên cho mọi người xem nữa. Bây giờ là mình cũng không kịp đi bắt cá, đánh cá, tìm con cá để về thả về rồi. Giờ mình chờ nước dâng lên một tí thôi. Bể của mình là nó nghiêng đi bên kia, nghiêng đi góc kia nhiều.
là làm ra góc kia thấp để xả nước đi. Lúc mà mình sát cà phê mình đấy, xem lâm ra là mình làm nghiêng góc kia để xả nước, thì bây giờ là cho nước lên là nó vẫn ở bên kia là nhiều, bên này thì còn chưa lên đến đây đến chân mình đó. Đấy, theo anh nhá, có lẽ này là có thể video mình tháo dài rồi nên là mình sẽ dừng video mình đây. Nếu thấy video còn hay đừng quên like video, chia sẻ, đăng kênh của mình nhá. Và người video tiếp theo, bye bye.